con trai ưng hoàng phúc mới 14 tuổi đã cao trên một m tám đâu là bí quyết ca sĩ ưng hoàng phúc đang có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng siêu mẫu kim cương tổ ấm của cặp đôi có ba nhóc tỳ xinh xắn cậu cả nhà ưng hoàng phúc tên thật là hưng phát tên tiếng anh là uyên mới 14 tuổi nhưng cậu bé đã cao trên một m tám thông qua những hình ảnh mà vợ chồng cựu thành viên nhóm 1088 chia sẻ khán giả không khỏi bất ngờ khi cậu cả trổ mã rất nhanh Siêu mẫu Kim Cương chia sẻ, bé Uyêu cao rất nhanh, mới 14 tuổi nhưng đã cao trên 1m80, cao hơn mẹ đến một cái đầu. Ngoài chia sẻ về chiều cao của con, bà xã ưng Hoàng Phúc cũng tiết lộ sức khỏe của con rất tốt, từ nhỏ đến lớn ít khi phải uống thuốc, cậu bé cũng rất thích chơi cầu lông. Chia sẻ về bí quyết giúp con khỏe mạnh, phát triển chiều cao, mẹ của Will cho biết, tất cả đều nhờ những điều đơn giản. Siêu mẫu Kim Cương chia sẻ, Will có thói quen uống sữa mỗi ngày. Tôi không thay sữa thường xuyên mà kiên nhẫn cho con dùng một đến hai loại sữa từ nhỏ đến lớn ngay bé Will uống sữa hai lần mỗi ngày và chiều cao phát triển rất tốt. Giờ đây, tôi có cho con dùng thêm sữa hạt, vì anh cả có chiều cao rất tốt nhờ chăm chỉ uống sữa, nên hai em bé Út cũng được mẹ rèn uống sữa mỗi ngày, bà mẹ ba con cũng chia sẻ, dinh dưỡng cân bằng là rất quan trọng trong quá trình nuôi dưỡng các con. Tuy nhiên, việc ép trẻ ăn theo chế độ là rất khó vì bé có khẩu vị ăn khác với người lớn. Do đó, chị ưu tiên bổ sung dinh dưỡng cho con qua việc uống sữa.